khoảnh khắc nghẹn ngào của gia đình cùng nhau chụp ảnh trước khi con trai đi Nhật. Mới đây một chàng trai đã chia sẻ hình ảnh của gia đình mình cùng nhau chụp những tấm ảnh kỷ niệm ngay trước sân nhà, trước khi bạn sang Nhật xuất khẩu lao động, kèm với lời nhắn: chỉ mong khi tôi trở về, bố mẹ vẫn vẹn nguyên. Trong bức ảnh ấy, chỉ có duy nhất người con trai nở nụ cười, còn bố mẹ thì ánh mắt đượm buồn, rơm rớm nước mắt vì sắp phải xa con. Hình ảnh chàng thanh niên tràn đầy năng lượng, hào hứng khám phá thế giới mới, còn đằng sau là gia đình lúc nào cũng yêu thương, ngóng trông và nghĩ về khoảng cách hàng ngàn cây số khiến ai cũng không khỏi chạnh lòng. Bên dưới là một số bình luận và lời chúc tốt đẹp dành cho chàng trai như sau: chúc chàng trai sang chân trời mới, chăm chỉ lao động, gặp nhiều may mắn và hãy nhớ rằng luôn có gia đình ở đằng sau làm hậu phương vững chắc của bạn. Cố gắng và hứa phải giữ sức khỏe, làm gì cũng phải an toàn để mẹ yên lòng nhé bạn. Chúc bạn bình an và thành công. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh để xem những tin tức thú vị mỗi ngày nhé.